Chào các bạn, chúng ta lại cùng quay trở lại với một bài học về làm sao để có thể thiết kế cho mình những slide PowerPoint nó chuyên nghiệp hơn. Và các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây thì mình đang chia sẻ với các bạn một số những cái slide mà nó khá là đơn giản. Và với cái phong cách đơn giản này thì nó sẽ giúp cho những cái sản phẩm của chúng ta nó ấn tượng hơn, nó đơn giản hơn và nó có chiều sâu hơn. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể thiết kế cho mình những slide nó hiện đại, nó đơn giản và nó dễ làm? Thì ngày hôm nay video của chúng ta sẽ bắt đầu với bài học ngay bây giờ nhé. Các bạn sẽ quan sát ở trên cái slide mà Thị Dương đang chuẩn bị cho chúng ta ở đây thì sẽ có 3 cái slide thôi các bạn. Có 3 cái slide thì các bạn sẽ nhìn vào đây thì chúng ta cũng sẽ đoán được rằng là mỗi cái slide này thì chúng ta sẽ làm việc như thế nào với nó. Khi mà chúng ta bắt đầu mỗi một cái slide ấy, thì nó không có quá nhiều những cái độ phức tạp ở đây, mà đa phần chúng ta sẽ sử dụng những cái slide trống. Vậy thì vẫn là những cái bước làm đầu tiên, đó là các bạn bấm vào phần New Slide để chúng ta sẽ tạo ra một cái slide mới. Thì các bạn sẽ thấy rằng ở trong này thì tôi đang sử dụng một cái màu, cái màu tối. Thì có thể là các bạn sẽ chọn cho mình những cái giải màu khác, hay thậm chí là chúng ta sẽ lựa chọn cho mình những cái màu mà các bạn yêu thích nhất. Nhưng trước khi để lựa chọn cho mình những cái màu sắc thì các bạn cần phải nắm rõ và các bạn hãy hiểu về bản chất của việc phối màu cho các slide, để các slide của chúng ta nó có cái tính thương hiệu và nó sẽ ấn tượng hơn. Thì các bạn sẽ quan sát ở trên này, nó chính là một cái slide mà chúng ta sẽ nhìn vào đây thì sẽ nhiều người chúng ta cũng không biết cách làm như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì nếu như là những người mới thì chúng ta sẽ quan sát và chúng ta sẽ làm việc như sau. Đầu tiên các bạn sẽ bấm vào phần shape. Ở trong này chúng ta hoàn toàn có thể vẽ cho mình những cái hình tam giác các bạn nhé. Giữ phím shift. Lưu ý các bạn hãy bấm phím shift để chúng ta có thể vẽ ra những hình khối nó chuyên nghiệp hơn và nó đúng với cái khung hình và cái tỷ lệ của nó hơn. Bây giờ chúng ta sẽ bấm tổ hợp phím Ctrl D. Và khi mà các bạn bấm tổ hợp phím Ctrl D thì nó sẽ nhân bản cho chúng ta một cái hình tam giác thứ hai. Và bây giờ các bạn sẽ di chuyển chuột và nó sẽ đến một cái điểm mà các bạn muốn dừng lại. Tiếp theo các bạn sẽ bấm Ctrl D, Ctrl D và Ctrl D. Lúc này thì nó sẽ nhân bản cho chúng ta cái số lượng hình khối mà các bạn mong muốn. Bây giờ chúng ta sẽ quét toàn bộ cái nhóm hình khối này và các bạn sẽ group nó lại. Tiếp tục Ctrl D. Đây, tiếp tục Ctrl D và chúng ta sẽ xoay cái hình khối này lại các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ xoay cái hình khối này lại, cái nhóm hình khối này lại. Đấy, thì như vậy là chúng ta đã có cho mình một cái nhóm tam giác. Tiếp tục Ctrl D thì nó sẽ nhân bản lên cho các bạn có thể sắp xếp được vào đây. Đấy, rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy cái nhóm này Ctrl D. Đấy, các bạn thấy chưa? Vậy thì khi mà chúng ta làm được như thế này rồi thì các bạn hoàn toàn có thể tạo ra nhiều các nhóm hình khối khác. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ chọn cả nhóm này. Đấy, Ctrl D thì nó sẽ nhân bản và các bạn chỉ cần kéo xuống đây thôi. Đấy, thì ở đây thì chúng ta sẽ có cho mình rất nhiều những cái nhóm hình tam giác. Và sau khi mà các bạn đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ group nó lại, Ctrl G, hoặc là các bạn sẽ bấm vào đây. Chúng ta quét toàn bộ nhóm hình khối này và bấm vào phần group thì nó cũng sẽ group lại cho chúng ta thôi. Đấy, và sau đó thì các bạn sẽ di chuyển. Đấy, chúng ta có thể kéo đây, phóng lớn và thu nhỏ cái nhóm nội dung này. Đấy thì tùy các bạn thôi nhé. Có người thì chúng ta sẽ điều khiển làm sao để cho nó phù hợp với cái cách sử dụng các nhóm hình khối này của các bạn thôi. Và sau khi chúng ta làm xong thì bây giờ các bạn lại mở hình khối ra. Mở hình khối ra, ungroup. Và tiếp theo, tất cả các nhóm này nó vẫn đang hình khối đây các bạn. Và phím tắt của nó là Ctrl Shift G. Đấy, các bạn hoàn toàn có thể bấm tổ hợp phím Ctrl Shift G để chúng ta sẽ mở toàn bộ các nhóm hình khối này ra. Đấy, Ctrl Shift G các bạn nhá. Rồi, sau khi xong thì bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể xóa đi những cái điểm. Đấy, các bạn hiểu không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể xóa đi này, những cái điểm và những cái hình tam giác ở cái vị trí mà chúng ta cảm thấy nó dư thừa. Đấy, cảm thấy nó dư thừa và nó không có trong cái phần hiển thị thì các bạn có thể xóa đi cũng được. Sau khi mà chúng ta làm được như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ phóng lên để chúng ta xem.
Đấy, như vậy là chúng ta đã có cho mình một cái bố cục chung như thế này rồi các bạn ạ. Ở đây thì nó đang còn dư một cái điểm chấm màu đen thì chúng ta sẽ di chuyển ở sang một chút. Ok, đấy, được chưa? Thế thì cái quan trọng là các bạn sẽ điều khiển nó như thế nào thôi. Chúng ta điều chỉnh các cái nội dung, các cái hình khối này nó ở với cái vị trí nào cho nó phù hợp nhất thôi. Đấy, và tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ đổ cái ảnh cho nó. Thì các bạn hoàn toàn có thể group nó lại cũng được. Và sau đấy thì bấm chuột phải chọn Format Shape. Và tiếp tục trong phần Picture or Take to a Fill ở đây thì chúng ta sẽ chọn phần Insert, chọn phần Form of File. Và lúc này sẽ có những bức ảnh cho các bạn lựa chọn. Đấy thì ở đây thì mình đã chọn một số các bức ảnh đã tải về trên máy tính rồi. Đấy thì chúng ta sẽ đưa nó vào thôi. Và tiếp theo các bạn bấm vào phần Shape Outline. Cái mục mà chúng ta sẽ bấm vào phần Shape Outline có mục đích là chúng ta sẽ đổ cái đường viền cho nó. Đây các bạn sẽ nhìn thấy nhá. Thấy không ạ? Chúng ta sẽ đổ đường viền cho nó và tiếp tục chọn màu để đổ màu cho nó. Đấy thì khi mà các bạn chọn được ở đây rồi thì chúng ta sẽ xem kết quả này. Đấy các bạn thấy chưa? Nó trông rất là hay. Và với cái việc mà chỉ sử dụng các hình khối thôi nhưng mà nó cũng cho chúng ta những cái ý tưởng nó rất là tuyệt vời. Và tiếp theo các bạn sẽ tạo ra một số những cái nội dung. Đây, bấm vào phần Text Box. Gõ nội dung chữ của các bạn ở đây. Ở đây thì chắc chắn là vẫn là những cái nội dung demo thôi. Và chính điều này thì các bạn hoàn toàn có thể linh hoạt để chúng ta áp dụng và ứng dụng các phông chữ rồi nội dung cho từng lĩnh vực của mình nhé. Đây thì Dương sẽ làm cho nó nhỏ lại một xíu. Photography. Đấy, thì với các nội dung của các bạn ấy, thì chúng ta có thể chọn màu. Đây, màu xanh. Cho nó lớn lên một chút. Rồi, cái chữ trên này chúng ta bấm vào chữ A để cho nhỏ lại. Và tiếp tục các bạn sẽ bấm vào chữ AV để chúng ta sẽ cho cái khoảng cách của cái tiêu đề này nó giãn ra một chút thì nó tạo ra cái điểm nhấn. Rồi, Ctrl D để chúng ta nhân bản tạo ra ở dưới này một nội dung văn bản để làm demo. Và vẫn là cú pháp mà các bạn đã được học, đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bấm Enter. Đấy, cái phông chữ thì các bạn sẽ chọn phông chữ khác chẳng hạn, hoặc là bất kỳ một cái phông chữ nào nhá. Đấy, ở đây thì chúng ta vẫn đang sử dụng những cái cụm phông chữ hoặc là những cái nội dung demo để cho các bạn dễ hình dung thôi. Đây, đúng không ạ? Đấy, rồi, ví dụ như nội dung mà chúng ta hơi nhiều ấy thì các bạn có thể đẩy cái bức ảnh này sang bên tay trái một chút để nó dành chỗ cho các cái nội dung của chúng ta. Đấy, dành chỗ cho nội dung của chúng ta. Và tiếp theo ở trong này thì chúng ta cũng có thể là tạo thêm một số những cái điểm nhấn khác. Đây, ví dụ như tôi sẽ sử dụng thêm cái phần này. Đây các bạn, đấy, chúng ta sẽ cho nó lớn lên. Rồi, cho cái màu trắng luôn. Yes, rồi Ctrl D để nhân bản cái nội dung này xuống. Đấy, ví dụ như là chúng ta đang có nhiều nội dung hơn đúng không ạ? Rồi, sau khi mà các bạn đã làm xong rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra nhá. Đấy, thì đây chính là cái nội dung mà chúng ta đã trình bày và chúng ta đã làm với nó. Đấy, thì khi mà các bạn đã làm xong như thế này rồi thì cái việc tiếp theo đấy là các bạn sẽ tạo ra một cái hình tam giác ở trên này. Đúng không ạ? Cái hình tam giác này thì nó khá là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần vẽ ra thôi. Đây các bạn. Đây, chúng ta sẽ vẽ ra và các bạn sẽ đưa vào đây. Mục đích đưa cái này vào để nó sẽ giúp chúng ta có thể trang trí được cái slide này nó hấp dẫn hơn và nó hay hơn. Xoay nó. Tiếp theo chúng ta sẽ xoay ngược nó lại và cho nó vào đây. Rồi, cái này nữa, Ctrl D để nhân bản nó xuống. Đấy, rồi, thử xem nào. Được chưa? Có thể các bạn sẽ đưa cái này lên nhá. Đây, chúng ta sẽ đẩy cái này lại. Rồi, cái này nữa. Đây, chúng ta sẽ đưa nó lên đây. Cho nhỏ lại.
Đấy, cái lớn cái nhỏ các bạn ạ. Đấy, có nhiều cách. Và sau đấy thì chúng ta sẽ đổ màu xanh cho nó, cái màu mà chúng ta đã lấy khi nãy đây. Bấm vào phần Shape Outline và tắt phần No Outline. Đấy, sau khi mà chúng ta đã xong rồi thì các bạn sẽ bấm Shift F5 lên và mình sẽ kiểm tra. Vậy thì chỉ một vài cái thao tác đơn giản thôi nhưng mà chúng ta đã có một cái slide nó cũng khá là ấn tượng, đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ đến với một slide tiếp theo. Tiếp tục bấm vào phần Home và bấm vào phần New Slide. Đấy, thì lúc này chúng ta sẽ tạo ra cho mình các slide theo kiểu này. Thì các hình khối này thì nó cũng khá là đơn giản và vẫn là cái thao tác mà chúng ta làm khi nãy, đúng không ạ? Đây, chúng ta sẽ vẽ ra các hình khối như thế này. Đấy, Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D. Rồi, các bạn sẽ group nó lại và Ctrl-D. Đấy, chúng ta chủ yếu là trong cái bài tập ngày hôm nay là chúng ta học về mình cái hình tam giác này thôi các bạn nhé. Rồi, Ctrl-D. Đây, chúng ta sẽ cho nó vào đây. Đấy, Ctrl-D. Được chưa? Đấy thì khi mà các bạn làm như thế này rồi á, thì chúng ta mới bắt đầu là chúng ta sẽ xóa đi. Đấy, xóa đi những cái hình hoặc là những cái nhóm mà chúng ta đang cần phải loại bỏ và đang dư thừa. Ví dụ chúng ta xóa cái này. Đấy, xóa hết nó đi. Để nó tạo thành một cái hình khối lục giác các bạn. Đấy. Cái này nữa. Ctrl Shift G. Được chưa? Và tiếp theo ở đây thì các bạn có thể tạo ra bao nhiêu nhóm hình khối, có thể 2 hoặc là 3 vân vân. Đấy, tùy các bạn thôi nhá. Rồi trên này Ctrl Shift G. Đấy, bây giờ chúng ta đã bắt đầu có cho mình những cái hình kim cương ở đây các bạn. Đúng không ạ? Tôi sẽ tiếp tục nhân bản lên, Ctrl D. Rồi, xóa cái này đi. Đấy, như vậy là chúng ta đã có cho mình một cái hình cũng khá là ổn rồi, nó rất là cân đối. Vậy thì sau khi mà các bạn đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ group nó lại, Ctrl G và đưa nó vào đây. Bây giờ tiếp theo thì để tạo ra cái điểm nhấn cho nó giống như cái này thì các bạn sẽ có một cái hình minh họa, tức là cái hình trang trí ở phía dưới, chúng ta sẽ bấm Ctrl D. Đổ màu cho nó, đổ màu trắng. Đúng không ạ? Shape Outline và đổ cái màu này. Và tiếp tục các bạn còn nhớ rằng là chúng ta sử dụng cái tính năng Transparency để chúng ta sẽ làm giảm cái màu của cái nhóm hình khối này lại. Rồi, cho nó lớn lên. Đấy. Đúng không ạ? Cho nó lớn lên. Và cái này nó sẽ nằm ở phía sau. Bấm chuột phải chọn Send to Back. Nó sẽ nằm ở phía sau. Ok, rồi, khá là ổn rồi. Tôi sẽ xoay cái này một chút nữa. Rồi, bây giờ cái nội dung của các bạn, đúng không ạ? Nội dung ở đây của chúng ta sẽ copy luôn cái này. Đấy, demo thôi các bạn nhé. Căn chỉnh nó. Đấy, các bạn làm đến đâu ấy, là chúng ta phải rất cẩn thận và chúng ta phải tạo ra cái tính ấn tượng. Và thực ra là tất cả những cái nội dung mà chúng ta làm ấy, thì hãy cẩn thận về chi tiết từng cái nhỏ. Đấy, để chúng ta có cho mình những cái sản phẩm nó chuyên nghiệp nhất các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta bấm chuột phải vào hình khối này. Chọn phần Format Shape. Tiếp theo chọn Picture or Texture Field, Insert. Và bây giờ các bạn sẽ chọn một cái bức ảnh. Đấy, thì trong này nó cũng sẽ có khá là nhiều những bức ảnh để cho chúng ta có thể dùng được nó. Đấy, thì các bạn cho cái bức ảnh vào đây ấy, thì chúng ta sẽ không nhìn thấy cái tấm fill này, đúng không ạ? Đấy, chúng ta không chỉnh được nó nữa. Đấy, vậy thì bây giờ cái hình ảnh này ấy, thì đầu tiên các bạn sẽ cần phải làm đó là chúng ta sẽ chọn phần Shape Outline và chúng ta đổ cho nó một cái màu trắng. Đấy, chúng ta sẽ có thể tăng cái độ rộng của nó lên, đúng không các bạn? Đây, tăng cái độ rộng của nó lên. Đấy, thì khi mà các bạn tạo ra như thế này, đây, có thể là cái điểm này nó hơi, cái đường này nó hơi đậm một chút, thì chúng ta sẽ mở group nó ra cái đã. Các bạn sẽ điều chỉnh lại nhé. Đấy, điều chỉnh lại. Và sau đó thì chúng ta sẽ quét hết toàn bộ các hình khối này một chút và chọn phần Shape Format, chọn Merge Shape và chọn Union.
Cái union này nó chính là cái việc mà nó gom nhóm tất cả các hình lại thành một hình khối lớn. Và lúc này chúng ta mới quay trở về với phần picture format và chọn crop, chọn fill. Rồi, bây giờ chúng ta mới điều chỉnh cái nhân vật này. Đây, thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta sẽ bấm vào cái phần này. Đấy, kéo cái nhân vật này lên. Phóng lớn, thu nhỏ, tùy các bạn thôi. Ok, đấy. Thì như vậy là chúng ta đã có cho mình một cái nhân vật hoặc là một cái bức ảnh nó trong một cái hình khối cũng khá là bắt mắt rồi. Vậy thì sau khi mà các bạn đã làm xong hai cái slide này và cái slide thứ ba thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn các bạn sẽ dễ làm hơn, bởi vì nó chỉ là những cái hình khối bo góc thôi. Và khi chúng ta đã làm được hai cái phần này rồi thì cái phần này nó sẽ dễ với các bạn hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đổi hiệu ứng cho nó nhá. Cái hiệu ứng này chúng ta bấm vào phần animation và chọn phần fly in và hướng chuyển động của nó từ trái qua phải. Đấy, tôi rất thích cái hiệu ứng này các bạn ạ. Bấm vào phần này, chọn with previous và tiếp theo trong này các bạn sẽ chọn cái nhóm hiệu ứng của nó, đấy là smooth end, chúng ta đẩy lên trên cùng và thời gian chuyển động của nó tầm khoảng 1.75 hoặc là 2. Đấy, các bạn xem nhá. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng toàn bộ cái hiệu ứng này để chúng ta đổ cho cái này. Đây, các bạn sẽ bấm vào fly in và hướng chuyển động từ phải qua trái. Rồi, tương tự thôi, chúng ta cũng chọn with previous. Và trong cái phần effect option này, các bạn cũng sẽ để cái này lên. Ok. Thời gian chuyển động của nó. Rồi, chúng ta kiểm tra. Đấy, các bạn thấy không ạ? Khi mà nó có hiệu ứng vào thì cái nội dung của chúng ta trông nó cũng khá hấp dẫn. Đấy, tuy nhiên ở trong này thì có ba cái hình khối màu xanh thì các bạn cũng sẽ làm tương tự như vậy. Hướng chuyển động từ phải qua trái. Và lưu ý rằng ở trong này thì tôi muốn rằng là chúng ta cần phải đổ thêm cho nó một cái hiệu ứng xoay. Đây, ví dụ như các bạn xem nhé, xem trên này đấy, chúng ta thấy hiệu ứng xoay của nó không ạ? Nó sẽ có một cái hiệu ứng xoay như vậy. Đấy, thấy chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ đổ hiệu ứng cho nó. Khi mà nó đã có một hiệu ứng chuyển động ra thì các bạn sẽ bấm vào phần Add Animation. Tức là chúng ta sẽ thêm cho nó một cái hiệu ứng spin nữa. Đấy, nó sẽ thêm một cái hiệu ứng spin, chọn with previous. Và lúc này chúng ta sẽ thay đổi cái khoảng thời gian chuyển động của nó. Ví dụ ở trong này thì cái thời gian di chuyển của nó quá nhanh, chúng ta cũng sẽ đẩy lên 2. Đây các bạn xem. Thấy không ạ? Nó chuyển động chậm lại. Đấy, nó chuyển động chậm lại. Yes. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng cái này để copy. Copy cho cái thứ hai và copy cho cái thứ ba. Đấy, thời gian chuyển động của từng cái có cái nhanh cái chậm. Đấy, cái này có thể nó chậm hơn, cái này nó có thể nó nhanh hơn một xíu. Đúng không ạ? Đấy, bây giờ mọi người xem nhá. Thấy không ạ? Rồi, bây giờ sau khi chúng ta đã làm xong thì với cái chữ này các bạn cần phải điều chỉnh cho Thế Dương một vài cái như sau. Chúng ta sẽ thay đổi cái thời gian chuyển động của nó. Ví dụ như ở đây nó sẽ là 10. Đấy, tiếp theo cái này nó sẽ là 20. Cái này nó sẽ là 30. Rồi, các text box các bạn chỉ cần thay đổi cái phần delay này thôi nhá. Và ở trên này nó chính là 50. Rồi, bây giờ kiểm tra kết quả nào. Yes. Rất ổn đúng không các bạn? Đấy, vậy thì tương tự ở dưới này. Đấy, tương tự ở dưới này các bạn ạ. Đấy, thì cái nội dung này ấy, thì nó cũng chính là cái phần văn bản ở trên đây. Chúng ta đã đổi hiệu ứng cho nó rồi, đúng không ạ? Đấy, chúng ta sẽ copy Ctrl V để dán cho nó. Đấy, và bây giờ ở chỗ này chúng ta sẽ đổi hiệu ứng cho nó thôi. Hiệu ứng thì nó cũng chính là những cái nhóm này, Animation Painter, và chúng ta sẽ dán cho nó. Đấy, chúng ta sẽ dán cho nó. Bây giờ các bạn sẽ thử xem nhá. Chúng ta thử kết quả này của cái slide số 2. Yes. Rồi, và nếu như có người, đúng không ạ? Có người thì ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ đổ cho nó thêm một cái hiệu ứng xoay nữa. Đấy, thì các bạn sẽ còn nhớ rằng khi nãy chúng ta sẽ bấm vào phần Add Animation và chọn Spin, đúng không ạ? Đấy, chọn Spin. Và cái này chọn With Previous. Và các bạn nhớ này, khi mà nó xoay ấy thì cái thời gian chuyển động xoay của nó, các bạn xem này. Đấy, nó chuyển động xoay của nó quá nhiều. Nó chuyển động quá nhiều, nó sẽ làm cho cái slide của chúng ta nó bị rối. Vậy thì cái lúc này á, các bạn hoàn toàn có thể bấm vào phần Effect Option
và cái góc quay của nó ở đây này. Các bạn hiểu không ạ? Cái góc quay của nó. Đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể nó xoay tầm khoảng là 70 độ xem nào. Đấy, chúng ta thử nhá. Thử xem là cái này nó xoay 70 độ xem như thế nào nào. Shift F5. Đấy, thì nó sẽ bị nghiêng như này. Các bạn thấy không ạ? Nó sẽ bị nghiêng như này. Đấy, cho nên là sau này á, nếu như các bạn tùy vào cái cách làm thôi. Đấy thì có người sẽ có những cái góc xoay khác nhau để làm sao để cho cái hình khối của chúng ta nó chính xác. Đấy, nó chính xác và nó phải đúng theo cái phong cách đó. Đấy, cho nên là có bạn là chúng ta sẽ chọn nhầm với cái phần xoay này, đúng không ạ? Có bạn sẽ chọn nhầm. Hay là ví dụ như chúng ta sẽ chuyển lên 180. Đấy, thì cái phần chuyển động của nó sẽ quay như này. Đấy, nó sẽ quay ngược. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó sẽ bị quay ngược. Đây, nó sẽ bị quay ngược. Đấy, cho nên là ít nhất là nó phải 360 thì nó quay một vòng thì nó sẽ trả về cho chúng ta một cái vòng hoàn chỉnh. Đấy, cho nên là có thể nhá. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ xóa bỏ cái này đi. Đỡ phải phức tạp hơn. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra về toàn bộ kết quả. Đây là slide đầu tiên. Và slide số 2 chúng ta đã làm ở đây. Ok, rất là tuyệt vời. Vậy thì nếu như các bạn cảm thấy yêu thích cái video hướng dẫn này, đừng quên bấm vào phần like và subscribe kênh. Đặc biệt bấm vào nút chuông ở bên cạnh nút đăng ký để chúng ta nhận các thông báo về video mới nhất hàng tuần của mình nữa nhé. Chúc các bạn thành công và chúng ta hãy thực hành nó nhiều lần hơn để nắm rõ hơn những kỹ năng mà chúng ta được học ở trong các video này.